Chào buổi sáng tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ ăn pancake nè. Pancake nó mới lấy từ tủ lạnh ra cho nên là lạnh lắm. Mình sẽ hâm lại một chút cho nó hơi ấm ấm. Hâm tầm cỡ 30 giây là mình có thể lấy ra mình để mình ăn được rồi. Trong lúc mà mình chờ bánh nóng thì mình sẽ rót một ly sữa. Đây, bánh đã hâm xong rồi đây. Rồi mình sẽ lấy ra và mình sẽ rưới mật ong lên ăn cho nó ngon. Đó, vậy là bữa sáng của mình, pancake và một ly sữa. Bây giờ là 10 giờ 9 phút sáng, nhiệt độ bên ngoài là 68 độ F, tương đương với lại 20 độ C. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị thay đồ để mình đi học. Lịch học của mình thì là từ thứ 2 cho tới thứ 5. Mình đều tan vào 2 giờ. Thì hôm nay là thứ 2 nè, thứ 2, thứ 4 mình sẽ học hai tiết sinh, một tiết là nghe giảng và một tiết là làm lab, là làm thí nghiệm với mọi người. Còn thứ ba với thứ năm thì mình sẽ học toán, lịch sử Mỹ và anthropology hay gọi là nhân loại học. Đó là lịch học cho một tuần của mình. Mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn tới trường của mình nha. Thì chỗ này mở cửa ra thì sẽ là sân sau, sân vườn nhà mình nè. Thường mình hay đi học bằng cửa sau hơn là cửa trước, tại vì xe đạp mình để ở cửa sau á. Mình đi xe đạp màu cam, à đâu, mình đi chiếc màu vàng mình nhầm, mình quên mất. Trước khi đi học thì lúc nào mình cũng sẽ khóa cửa hàng rào lại cho cẩn thận rồi mình mới bắt đầu đi nha. Nhà mình cũng khá gần trường, từ nhà mình đạp xe đạp ra trường chỉ có mất khoảng 10 phút đi xe đạp thôi, khá gần. Đạp mấy buổi sáng giống gì mát lắm. Chỗ này là mình đang đứng lại tại nó có cái bảng stop sign nè. Mình dừng lại một chút tầm 3 giây xong rồi mình đợi xe hơi đồ đi hết. Bắt đầu mình mới quẹo qua chỗ này là mình tới sân sau của trường mình rồi nè. Đi hết ngã cua này vô chung kia là tới sân đá banh của trường mình rồi đó. Đây là sân sau trường mình nè, mấy bạn thấy rộng không? Thì mình chỉ cần đi theo cái lối mòn rồi đi vô trong sẽ tới cái building mà mình học rồi. Mình đã tìm được chỗ để xe đạp rồi nè. Thì trường mình thì nó có nhiều tòa nhà á, với lại nó có nhiều cổng ra vô, cho nên là mỗi building, mỗi tòa nhà thì nó sẽ đều có chỗ để xe đạp, mỗi cổng đều có chỗ để xe đạp cho thuận tiện học sinh đi vô, kiểu gửi xe đạp, khóa xe đạp lại hoặc là để cho học sinh di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác để cho chuyển tiết á mọi người, cho nó tiện á. Cũng ok lắm, mình rất là thích mấy cái chỗ giống vậy. Ok, thì mình vừa khóa xe đạp xong, bây giờ mình sẽ di chuyển lên lớp học. Tiết đầu tiên của mình là tiết xin nghe giảng bài. Để mình tiện đây thì mình cho các bạn coi cái thẻ học sinh của mình. Đây là thẻ học sinh của mình, thẻ học sinh của Dallas College. Thì mình lấy là Ngọc Lê đó, là tại vì Lê là họ của mình. Ngọc thì nếu mà theo giấy khai sinh bên Việt Nam thì Ngọc là tên đệm. Nhưng mà tại vì tên mình bốn chữ á, với lại cách sắp xếp tên ở bên Việt Nam nó cũng ngược với bên này, cho nên là mình lấy Ngọc. Giống như là nó Ngọc là tên đứng, Ngọc là cái chữ đứng kế bên cái họ của mình á, để cho Mỹ người ta sắp xếp tên mình cho nó dễ. Thành ra là ví dụ bên Việt Nam thì tên mình là Lê Ngọc Minh Thư, thì Ngọc Minh á, Việt Nam sẽ là tên đệm, Thư sẽ là tên chính. Nhưng mà bên này thì mình lấy cả Ngọc Minh Thư làm tên chính của mình luôn, cho nên chữ Ngọc sẽ là chữ đầu tiên mà người ta gọi mình chứ không phải là Thư nha. Thì bên này mình tên là Ngọc Lê. Đặt vậy cũng tiện lắm mọi người, tại kiểu ví dụ như là nếu mà lấy tên Thư á, thì khi mà ra giấy tờ á, thì sẽ là Ngọc, thì sẽ là Thư Lê. Xong rồi Ngọc Minh thì người ta để đâu mình không biết, có thể là Thư Ngọc Minh Lê hoặc là Thư Lê bỏ chữ Ngọc Minh. Thì khi mà người ta soi vô bách bo hay là Y20 của mình á, thì nhiều chỗ người ta không có chấp nhận là vì tên mình không có giống nhau, cho nên á, mình ghi là Ngọc Minh Thư luôn cho nó tiện. Có gì thì nó sẽ là Ngọc Minh Thư Lê hoặc là Lê Ngọc Minh Thư, nó cũng sẽ
mình cũng sẽ dễ để mình giải thích cho người ta về cái cách sắp xếp tên của mình hơn. Lúc này là mình đang di chuyển tới tòa nhà dạy sinh của mình nè. Các bạn thấy trường mình đẹp không? Đây, tòa nhà của mình đây. Tòa nhà tên là Wichita. Mình học sinh học ở trong này. Mở cửa, xong rồi đi vô. Bên trong đây rộng mát với lại cũng tiện nghi lắm. Thiết bị đồ cũng hiện đại. Đây, mình vừa mới lên lầu. Chỗ đó là tầng 1 nè. Nó có tầng 2, tầng 3 nữa. Phòng của mình thì nằm ở tầng 1. Đây, mình đang ngồi ở trong lớp rồi nè. Thì mình đang học trên cái PowerPoint của thầy. Mình tải nó về iPad đó để học cho nó tiện. Đây, thầy mình đang giảng bài nè. Thấy mình chăm ghê không? Mình đang ngồi ghi bài trong lớp á, mặc dù là mình không hiểu gì hết trơn. Về nhà mình sẽ tự học, tự dịch từ điển lại. Lúc này là đã chuyển tiết qua tiết thí nghiệm rồi nè. Đây là phòng thí nghiệm của lớp mình và đây là chỗ ngồi của mình. Mỗi đứa tụi mình sẽ được phát cho một cặp găng tay giống như vậy nè. Xong rồi mấy cái hóa chất là cô sẽ chuẩn bị sẵn trên bàn để phù hợp với nội dung của từng tiết học. Và mỗi người sẽ có một bản báo cáo như này. Xong một hồi trộn trộn lắc lắc thì nó ra cái màu như vậy nè. Mình vừa mới xong tiết thí nghiệm sinh và bây giờ là 1:50 gần 2 giờ. Là cũng đã là kết thúc buổi học hôm nay rồi. Bây giờ mình sẽ đạp xe về nhà và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Hôm nay là thứ ba nè và tiết đầu tiên của mình có ngày hôm nay là tiết toán. Thì toán thì mình cần nhiêu đây thứ đi mình học nè. Thì là mình có một cuốn tập, một cái iPad thì mình mở PowerPoint của cô lên và một tờ giấy gọi là worksheet mà cô đã phát cho mình để mình làm bài vào tuần trước. Thì ba thứ này là luôn luôn phải có cho một tiết toán của mình nè. Tiết toán hôm nay mình được ra sớm tới 30 phút lận, cho nên là mình tranh thủ xuống canteen gọi đồ ăn để mình ăn trưa một chút nè. Bây giờ mình đang đợi người ta giao đồ ăn cho mình. Ở trường mình hay ăn món này lắm. Đây là gà nướng sốt bơ tỏi nè, mình siêu thích luôn. Ăn xong thì mình bắt đầu tiết 2. Đây là tiết lịch sử Mỹ. Và mình cũng, nó cũng có PowerPoint nữa, nhưng mà mình thì không học trên PowerPoint. Mình thì mình học trên cái này gọi là study guide á. Giống như là thầy liệt kê ra những câu hỏi ý chính của cái chapter đó. Mình học trên này để tiện mình làm đề cương cho việc thi luôn, cho nó dễ. Tiết này là tiết anthropology hay còn gọi là nhân loại học này mọi người. Thì tiết này cô không có cho mình sử dụng điện thoại. Cái này là mình đang quay lén trong lớp luôn đó. Hello, thì mình vừa tan lớp, hôm nay được tan sớm hơn 5 phút. Thì tiết đó cũng là tiết cuối cùng của ngày học hôm nay của mình rồi. Vậy mình xin kết thúc vlog tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người tại vlog lần sau. Yo yo, đừng quên bấm lại một share, một đăng ký và một like để tụi mình có động lực để làm tiếp nha mọi người. Chúc một ngày tốt lành.